nữ nghệ sĩ thần tượng Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink vừa báo tin vui đến công chúng. Khi cô trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có bài hát vượt 1 tỷ lượt xem, các fan bắt đầu so sánh với một thành viên trong nhóm đàn em là Baby Monster. Lisa là một trong số ít những nghệ sĩ K-pop được các nhà phê bình khen ngợi ngay từ ngày đầu tiên khi cô đã tìm cách thử thách bản thân trong dự án này của đời mình và cho thế giới thấy sự tự tin mà cô có vào khả năng âm nhạc bằng cách cạnh tranh với các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực nhạc pop. Sự chăm chỉ, cống hiến và khả năng truyền cảm hứng cho người khác của Lisa đã được đền đáp xứng đáng khi mới đây vào ngày 26 tháng 5, bài hát solo Money của cô cuối cùng đã vượt qua 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Như vậy, cùng với Jennie và PSI với tư cách là nghệ sĩ solo K-pop, Lisa đã có bài hát đã đạt ngưỡng con số đó trên nền tảng này. Đây cũng là thành tích giúp cho Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo đạt cột mốc này nhanh nhất với 972 ngày. Không chỉ thế, video nhảy trình diễn ca khúc Money của Lisa cũng là video dance thứ 2 trong lịch sử đạt được 1 tỷ view trên YouTube. Trước đó là How You Like That Dance Practice của Blackpink. Money của Lisa cũng là ca khúc đầu tiên và duy nhất của nghệ sĩ solo K-pop vượt mốc 1 tỷ view và stream phát trực tuyến trên cả hai nền tảng YouTube và Spotify. Với thành tích trên Spotify, Lisa đã ghi tên mình vào danh sách Spotify Billion Club, nghệ sĩ đạt trên 1 tỷ lượt nghe, cùng với Taylor Swift, Billie Eilish, Bad Bunny và rapper Post Malone. Trước đó, ca khúc Money của nữ idol cũng lập kỷ lục Guinness khi là bài hát K-pop đầu tiên đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify vào tháng 9 năm 2022, đúng một năm sau khi phát hành. Trước đó, Blackpink cũng báo tin vui về chuyến World Tour. Cụ thể, khởi động từ ngày 15 tháng 10 năm 2022, tour lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink mang tên Bombing đã chính thức kết thúc vào ngày 17 tháng 9 năm 2023. Chuyến lưu diễn này không chỉ bùng nổ về mặt doanh thu mà còn xác lập nên nhiều thành tích rất đáng tự hào. Cách đây ít ngày, Touring Data đã công bố doanh thu concert Blackpink sau gần một năm kết thúc. Cụ thể, với tổng cộng 11 chặng và 66 show diễn cùng 1.815.183 vé được bán ra, tour lưu diễn Bombing đã mang về hơn 331,8 triệu USD, 8,4 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Con số này đã giúp Blackpink trở thành nghệ sĩ châu Á có chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử, vượt qua đàn anh One Direction. Thành tích này của Lisa nhanh chóng được các fan nghĩ ngay đến đàn em Chiquita, thành viên em út của nhóm nhạc đàn em nhà YG Baby Monster. Theo đó, Chiquita từ khi debut đã được nhận xét là tiểu Lisa. Tuy nhiên, nhiều fan cũng nhận định đây là cái danh quá rộng so với Chiquita, bởi để trở thành một Lisa phiên bản đàn em thì không phải đơn giản. Chiquita, từ việc có cùng quê hương Thái Lan cho đến gương mặt, biểu cảm, khuôn miệng cười, tất cả đều khiến Chiquita có những điểm tương đồng đặc biệt với đàn chị Lisa. Trong MV debut Butter Up, điều này càng trở nên rõ rệt hơn. Tuy nhiên, nhiều người lại tranh cãi về việc Chiquita đang cố bắt chước Lisa trong sản phẩm đầu tay. Cụ thể, ở nhiều phân cảnh, thần thái và cách biểu đạt cảm xúc của Chiquita đều có hình ảnh của Lisa. Thậm chí, động tác vũ đạo ở những phân cảnh solo cũng trùng khớp với vũ đạo mà em út Blackpink từng thể hiện. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả quốc tế cũng phải ngỡ ngàng vì xem MV debut của Baby Monster, nhưng ngỡ đâu đang xuất hiện cả Lisa trong MV. Việc nhiều phân cảnh của Chiquita giống với Lisa khiến cộng đồng mạng cho rằng nàng em út tân binh nhà YG đang cố gắng bắt chước đàn chị và trở thành bản sao của Lisa, Blackpink. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng đây rất có thể là định hướng hình ảnh của công ty YG khi muốn Chiquita có nhiều nét tương đồng với Lisa. Dẫu vậy, người hâm mộ mong muốn Chiquita sẽ có màu sắc riêng để không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai trong showbiz Hàn.